Tư duy ngược nhận được khá nhiều câu hỏi về việc làm thế nào để trở nên tự tin từ mọi người. Thực sự đây là một chủ đề rất hay và vô cùng quan trọng với mỗi cá nhân. Một nhân tố vô cùng quý giá để giúp bạn tách biệt khỏi đám đông. Hôm nay, tư duy ngược sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn rõ ràng hơn về sự tự tin nha. Chúng ta sẽ không bàn đến sự tự tin của một người nào đó vốn đã dạn dĩ, năng nổ theo kiểu người hướng ngoại, mà sẽ bàn về dạng tự tin chuyển đổi trạng thái của một con người từ nhút nhát, từ tự ti chuyển sang tự tin. Và chính bản thân tôi cũng đi lên từ con đường này. Vậy thì tự tin được xuất phát từ đâu? Tự tin có được từ hai phần, là bên trong và bên ngoài của chúng ta. Giờ chúng ta sẽ bàn về bên trong trước, phần quan trọng hơn. Phần này làm tôi nhớ đến những bộ phim siêu anh hùng của Marvel. Những con người có những xuất phát điểm bình thường, thậm chí là tầm thường. Và sau khi trải qua những sự kiện hay những nghịch cảnh bất ngờ, thì họ đã có được những siêu năng lực vô cùng thú vị. Ví dụ như là phim Captain America chẳng hạn. Một nam thần thực thụ trong lòng các chị em. Nhân vật Steve Rogers trong vai đội trưởng Mỹ. Ban đầu nhân vật này chỉ là một chàng trai nhỏ bé, nhút nhát. Tuy nhỏ bé vậy, nhưng anh luôn có một khát khao mãnh liệt tham gia vào quân đội để phục vụ đất nước trong Thế chiến thứ hai. Cũng vì vậy mà anh đã may mắn được một nhà khoa học để mắt đến. Và ông lại là một người chủ chốt trong một dự án bí mật của quân đội. Ông đã chọn anh để tham gia tiêm một loại huyết thanh, giúp chuyển hóa thể trạng của một người. Các vị tướng trong quân đội thì yêu cầu một người có thể trạng thuộc hàng cực phẩm và đặc sắc hơn. Nhưng nhà khoa học đó thì đáp rằng, tôi đang tìm kiếm một người có những phẩm chất vượt lên trên sức mạnh của thể chất. Nhờ vậy mà, đức tính thật thà và ý chí không bao giờ đầu hàng của anh đã thuyết phục được nhà khoa học này. Và phần còn lại là lịch sử. Bộ phim này tên là Captain America, kẻ báo thù đầu tiên. Nếu bạn có thời gian thì xem lại nhé, có rất nhiều phân đoạn ý nghĩa. Hay như Spider-Man người nhện, nhân vật Peter Parker. Ban đầu anh cũng chỉ là một chàng trai nhút nhát, theo đuổi một cô gái từ khi còn bé mà không dám thổ lộ và hay bị bạn bè ăn hiếp. Sau đó vô tình bị nhện cắn, thế là trở thành nhện ca ca của bao nhiêu chị em luôn. Và phần còn lại cũng là lịch sử. Còn mô típ anh hùng của những bộ phim kiếm hiệp châu Á như Trung Quốc thì là bị truy sát, bị rồi rơi xuống vực thẳm, rồi sống dở chết dở. Thế rồi vô tình nhặt được chân kinh bí kíp và trở thành cao thủ võ lâm, một mình cân cả thế giới. Dĩ nhiên là chỉ có ở trong phim thì mới có những cái bước ngoặt mà nghe có vẻ ảo ma Canada như vậy. Thế còn ngoài đời thực thì những bước ngoặt và quá trình chuyển biến này diễn ra như thế nào? Xin được phép chia sẻ câu chuyện cá nhân một tí là từ hồi mình còn là một đứa bé cho đến năm mình học cuối cấp 2 thì mình là một người rất là nhút nhát và cực kỳ kém tự tin. Thì nhờ vào một lần cùng các anh của mình đi lên trung tâm quận 1 chơi thì mình lại thấy có một số anh chị nói tiếng Anh với người Tây, các bạn thấy rất là ấn tượng, rất là ngọt. Đối với mình thời điểm đó thì cái việc mà nói tiếng Anh nó trôi chảy như vậy là nó giống như một loại siêu năng lực, các bạn. Bởi vì mình học tiếng Anh cũng đã rất là lâu rồi nhưng mà nó không có tiến bộ gì bao nhiêu hết, bởi vì mình học một mình cho tới 10 lần, nên là lần đó nó gây ra cho mình một sự khao khát khá là mãnh liệt và mình quyết định là ok, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Rồi cũng không lâu sau cái dịp này thì mình gặp phải một biến cố là bị mấy đứa bạn cùng lớp nó cười vô mặt, tại vì học dốt quá. Mà mình cũng đã nhiều lần kể với các bạn ở những cái video trước rồi đó, thì vừa mới đam mê xong thì đã lại bị quê độ như vậy. Thì đối với cái tâm hồn bé bỏng mỏng manh của mình lúc đó thì nó cũng chẳng khác gì việc bị rơi xuống vực thẳm ấy. Nhờ vậy mình vô tình nhặt được bí kíp trong rủi có may, và chỉ cần tu luyện cường độ cao trong vòng 3 tháng thôi, mình hầu hết bỏ hết những bài tập trên cái trường học luôn. Thì nó cũng đã giúp mình gia nhập vào giới cao thủ võ lâm về cái mảng gọi là chém gió ngoại ngữ tại khu mình sống vào thời điểm đó. Cho nên mình thấy là đôi khi mong manh dễ vỡ nó cũng tốt, chứ nếu mà cứng cựa như bây giờ thì chắc mình cũng chai mặt ra nhìn mấy đứa bạn nó cười thôi. Nhờ 3 tháng đèn sách cường độ cao này mà tôi đã bắt đầu làm chủ được cái siêu năng lực mà mình hằng mong muốn. Sau lần này, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý hơn của mọi người như thầy cô và bạn bè. Tôi sinh sống ở ngoại thành, do vậy mà việc học ngoại ngữ ở đây vẫn còn hạn chế hơn nhiều so với trong nội thành. Chính vì vậy mà nó càng tạo ra cho tôi sự tự tin rằng, wow, mình cũng không phải dạng vừa đâu. Và đây cũng chính là bước ngoặt cho sự ra đời của một phiên bản mới của con người tôi. Tôi thấy mình cao hơn, dù rằng bề ngoài mình cũng chẳng có gì thay đổi hết. Tôi bắt đầu cởi mở hơn, dám đứng hát trước lớp, bắt đầu dám thuyết trình, dám làm những điều mà trước đây đã luôn làm cho tim tôi đập thình thịch và sợ chết khiếp. Đơn giản là quá trình tu luyện và chuyển biến vừa qua đã cải thiện đáng kể nội lực của tôi, khiến cho tôi tin rằng mình có thể làm được bất kỳ điều gì, chỉ cần tôi muốn. Và đặc biệt là lúc này, bạn lại rất muốn thử thách bản thân để làm và trải nghiệm nhiều thứ khác nhau, trái ngược hoàn toàn với trạng thái ù lì trước đây, một niềm tin hoàn toàn mới về bản thân. Vậy thì tự tin là gì? Tự tin là khả năng tin tưởng vào bản thân rằng mình có thể đạt được hay hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, bất chấp những khó khăn hay khó chịu. Bạn có thể nói tự tin là khi bạn am hiểu một thứ gì đó hay bạn đã làm điều gì đó hàng ngàn lần rồi,
thì dĩ nhiên là bạn sẽ rất tự tin. Đúng là có rất nhiều loại định nghĩa khác nhau, nhưng ý ở đây tôi muốn nhấn mạnh về một mức độ tự tin sâu sắc hơn, một thứ nền tảng hơn. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là nó sẽ giúp chuyển hóa mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Thủy triều dâng lên đẩy mọi con thuyền, một thói quen thúc đẩy tất cả các thói quen khác. Giờ chưa phải là lúc để sống yên ả với những mặt hạn chế của mình đâu, nên bạn phải thử một lần dâng nước lên đi. Nước lên thì thuyền lên. Hãy tự tạo ra cho mình một khoảnh khắc để đạt được một điều gì đó mà trước giờ nó vẫn giới hạn bản thân bạn. Nó có thể là chạy bộ vài cây số, hay 10 cây, 20 cây. Trước đây tôi chưa từng chạy nổi vài 3 cây số, vậy mà lần đó tôi chạy hẳn 15 cây trong 2 tiếng đồng hồ liên tục, không thể tin được. Lúc đó bạn chỉ cảm thấy bản thân mình bất khả chiến bại và có thể làm được bất kỳ điều gì mình muốn. Một cảm giác almost bất khả chiến bại. Tôi có rất nhiều chất liệu như thế này để duy trì quán tính đẩy này. Hãy thực hiện từng nhiệm vụ, từng hành động, từng bước một để củng cố lòng tự tin sâu bên trong bạn. Và dĩ nhiên là nhiệm vụ càng khó, càng khan hiếm thì tầm vóc và nội lực của bạn sẽ càng được gia tăng đáng kể. Hãy làm quen với việc này. Một điểm đáng để lưu tâm nữa là nó phụ thuộc rất nhiều vào đức tính bên trong con người bạn. Mà đức tính thì lại liên quan mật thiết đến việc bạn tu thân, rèn thân. Môi trường sống xung quanh như gia đình, người thân, bạn bè và những sự kiện tình cờ diễn ra trong cuộc sống và cách bạn phản ứng với nó. Nhắc đến tự tin thì chắc chắn là nó phải là một điều tích cực rồi ha. Bạn chấm được bao nhiêu điểm tích cực từ 0 đến 10 trong cuộc sống của mình? Tôi chưa từng thấy ai có thể đạt được những kết quả tích cực trong cuộc sống mà không có tổ hợp phẩm chất như đức tính kỷ luật nè, sự tự tin, kiên trì hay là tư duy phát triển, vân vân. Nhưng một điều rất tuyệt vời là những phẩm chất này luôn có sự kết nối với nhau bằng một giao điểm chung. Và đó là lý do tại sao mà bạn chỉ cần đạt được một trong những phẩm chất này thì bạn sẽ dễ dàng trùm mền luôn những phẩm chất còn lại. Thủy triều dâng lên đẩy mọi con thuyền, một phẩm chất đẩy tất cả những phẩm chất còn lại. Tuyệt vời đúng không nào? Nhắc đến đức tính hay một phẩm chất nào đó, nhiều người hay đem lý do là bẩm sinh ra để làm biện hộ. Họ hiếm khi cho rằng đức tính hoàn toàn có thể học được. Bởi vì đơn giản là phần lớn mọi người đều biến chỉ sau vài lần thất bại thôi. Chúng ta biến đi rất nhanh. Làm gì có cái nút ma thuật nào mà ấn một phát là học được ngay nhỉ? Edison phải thử đến 10.000 lần. 10.000 lần lận đó các bạn. Bạn nhắm mình thử được bao nhiêu lần? Nhìn vào một người diễn thuyết vô cùng tự tin trên sân khấu, nhưng bạn không hề thấy lần đầu tiên họ tệ hại như thế nào. Nói thẳng ra là sợ tè ra quần. Vấn đề là sau lần tè ra quần đó, bạn xem nó là sự khó khăn tích cực hay khó khăn tiêu cực để có thể tiếp tục hay không. Tôi có một người sếp cũng từng có trải nghiệm như vậy. Trải qua nhiều lần ướt quần ướt áo như vậy, thì giờ anh cũng đã trở thành một chuyên gia rất chuyên nghiệp trên sân khấu. Chắc ai mới gặp lại bảo, ôi bác có khả năng sân khấu bẩm sinh thế chứ lại. Tôi không phủ nhận rằng mỗi người đều có những phẩm chất bẩm sinh và thế mạnh khác nhau. Nhưng nếu một người có cái này, thì bạn cũng sẽ có cái khác. Chứ bạn cũng không có dừa đâu. Hãy tự tin lên, đừng có khi nào cũng nghĩ rằng mình là người bị hại hay bất công các bạn nha. Bạn là những gì bạn nghĩ đó. Cái gì có mà không xài thì sẽ mất. Có thể là chỉ vì hàng chục năm qua, vì điều kiện môi trường sống các thứ, bạn vô tình chôn vùi nó thôi. Bạn có thể xem bộ video về mục đích sống của tư duy ngược trên góc phải nha. Không xem không được đâu. Tóm lại là những cái đức tính cần thiết để cho cuộc sống của bạn nở hoa thì cái gì cũng học được sách. Quan trọng là bạn có muốn hay là không thôi, hay là bạn lại hô biến hết ngày này đến ngày khác. Tự tin là một đức tính hoàn toàn có thể rèn luyện được. Xem đến đây thì có một số bạn có thể sẽ rất là lo lắng và hoảng hốt và có thể sẽ hỏi là thế nếu tôi sống bao nhiêu năm qua mà chưa bao giờ có cảm giác tự tin hay là chưa đạt được thứ gì đó thành tựu cá nhân nào đáng kể thì sao? Thì mình rất là đồng cảm với cái nỗi khổ của bạn. Nhưng có một điều chắc chắn là cuộc sống của bạn không thể tốt lên được nếu bạn lúc nào cũng cảm thấy tự ti và cảm thấy thất bại. Như vậy thì chắc chắn là tư duy cố định nó đang bấu víu lấy bạn thay vì là tư duy phát triển. Câu trả lời dành cho bạn là bạn phải làm những cái bước bên trên mà tư duy người đã chia sẻ. Và thêm vào đó là bạn cần phải thật sự sửa rất là nhiều thứ bên trong của bạn. Nó giống như một chiếc xe, chưa biết bề ngoài như thế nào, nhưng mà bên trong thì máy móc nó đã bị sét, nó bị hư hao hết. Chúng ta dành rất là nhiều thời gian sống trong đầu của mình, trong những cái suy nghĩ của mình. Cho nên bạn bắt buộc phải làm cho nó trở thành một nơi thật sự chất lượng. Một cái nơi trú để mà bạn mỗi khi bạn đến đó bạn cảm thấy có được nhiều sự tích cực, để bạn có động lực và bước tiếp. Và chỉ khi nào bạn cảm thấy tự tin ở bên trong này, thì khi đó bạn mới có những cuộc sống chất lượng được. Và cái phần này thì tuy nhiên sẽ làm cái video tiếp theo về bên phần bên trong của bạn, bởi vì nó hơi dài cho nên là mình muốn tách nó ra. Có rất là nhiều phần hay không, nên là bạn nhớ đón xem nha. Chúng ta đã nói về tự ti, tự tin thì không thể nào không đề cập đến tự phụ, hay còn gọi là tự cao, kiêu ngạo. Có một ranh giới rất mong manh giữa sự tự tin và sự tự phụ. Người khôn ngoan sẽ biết sự khác biệt giữa tự tin và kiêu ngạo. Họ sẽ cảm nhận được nó ngay lập tức nếu nhận thấy rằng mình đang đi sai hướng.
dành thời gian quán xét để rút kinh nghiệm. Tôi từng có một bạn nhân viên, gọi tạm là bạn A nha. A năng lực ở mức vừa phải, nhưng ý chí và khao khát thì rất cao. Và không may là sự tự phụ của bạn ấy cũng cao không kém. Mọi hành động trong công việc hay giao tiếp và hình thái trong cuộc sống của bạn A thì sặc mùi cái tôi. Đây, công thức tư duy ngược vẫn hay đưa ra với bạn. Tôi đã rất nhiều lần góp ý, tâm sự mỏng có, nói nhẹ nói nặng có, dùng nhân vật có thật để minh họa cũng có. Nhưng rồi đâu nó cũng lại vào đó. Đó thực sự là một điểm mù tai hại của bạn này. Nên thôi, cứ để tới lúc thì đời nó sẽ đi vài đường quyền, dạy cho vài bài học. Đủ duyên thì sẽ được khai nhãn. Có thể A sẽ khó chịu khi tôi nhận xét về bạn như vậy. Nhưng bản chất là làm gì có sự thoải mái trong buổi đầu của sự phát triển. Nên là cứ phải chịu khó thôi. Còn hơn là cứ để tư duy cố định với cái tôi chà bá lửa đó đè mình hết năm này qua năm khác mà không biết. Một trong những mẹo rất là đơn giản của mình để tránh sự tự phụ là mình thường nói chuyện lễ phép dạ thưa với những người dù chỉ lớn hơn mình 1 tuổi. Dù rằng cái việc đó là không cần thiết, nhưng mà đa phần mình sẽ làm như vậy. Bởi vì cái việc này nó rất tốt cho cái tôi của bạn. Hãy rèn luyện cho bản thân mình cách hạ mình nhiều hơn, vì đó là lúc mà bạn sẽ học được nhiều thứ nhất. Trong nhà Phật, các Phật tử khi gặp ai đó thì họ sẽ chắp tay xá lại ngay. Bởi vì đó là cái phương pháp luyện tập giảm trừ cho các bản ngã, những cái tôi của họ. Bạn thử xem sao. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà không có nghĩa là dễ các bạn ha. Nên nhiều lúc mình cũng không hiểu sao mà có những bạn trẻ nhỏ hơn 4-5 tuổi nhưng mà nói chuyện thì cứ gật, nhìn rất là lạ. Và khi bạn gặp những bạn trẻ như thế này thì đến 90% thì họ sẽ chỉ nhìn bạn bằng nửa con mắt thôi. Nếu như bạn không có một cái tài cán gì đó nổi trội. Và chắc có lẽ là ai cũng sẽ từng có một lần ngựa non háu đá như vậy. Nhưng mà sẽ rất là nguy hiểm nếu như không sửa lại mình. Và quan điểm của mình là phải giúp cho họ nhận thức và điều chỉnh lại ngay. Nhiều người thì bảo rằng là sao mình khó tính quá. Nhưng mà mình thường nói như thế này: tiểu thiện thì giống như đại ác, còn đại thiện thì giống như vô tình. Cha mẹ thấy con hư nhưng mà thương con, sợ con khó chịu nên là nuông chiều con, thì đâm ra đó là tiểu thiện. Nhưng mà về sau thì nó lại làm hại đứa con, thì đâm ra nó lại làm đại ác. Còn đại thiện như vô tình thì bạn cũng biết rồi đó. Yêu thương một cách kỷ luật, thúc đánh giả tật, hơi khó chịu một tí nhưng mà cái hậu về sau thì nó rất là mỹ mãn. Đạo lý hay bạn ha. Cho nên liều thuốc cho tự phụ là càng sống khiêm nhường bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu. Cái gì nó nên bự chứ còn cái tôi thì đừng nên để cho nó bự, khổ dữ lắm, khổ lây người khác nữa. Phần cái tôi và tự phụ này thì nó liên quan nhiều đến cái chuỗi video tư duy phát triển, tại vì nó mất quá nhỏ các bạn, cho nên bạn có thể xem bằng góc phải nha. Một phần nhỏ cuối cùng trước khi kết thúc là sự tự tin đến từ bên ngoài của chúng ta, cũng là một phần khá quan trọng thể hiện mức độ tự tin của bạn. Sau đây là một điều ngắn gọn bạn cần lưu ý về dáng đi của bạn. Tránh dáng đi khòm lưng, lù khù. Hãy điều chỉnh lại dáng lưng, mở rộng hai vai cùng với ưỡn ngực. Dù cho bạn có là một người dáng thấp, nhỏ, thì khi điều chỉnh lại, trông bạn vẫn sẽ cao to hơn đáng kể đấy nha. Bạn có thể search Google để có thể có được sự hướng dẫn kỹ hơn. Ngoài ra, còn cách nói chuyện, phong thái giao tiếp, vẻ bề ngoài như tóc tai, thời trang, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự tự tin của bạn. Tôi sẽ không đi sâu vào phần này, nhưng rất mong là mọi người đừng đặt hết sự tự tin vào vẻ bề ngoài của mình. Cái ví, còn xe, da nâu, da trắng, mũi dọc dừa gì đó, chạy đua vũ trang với các thứ kiểu này, đến cuối cùng thì chỉ làm tổn hại đến bạn mà thôi. Hãy tập trung cải thiện nội lực bên trong, thì tự dưng bề ngoài sẽ tự động tỏa sáng mà không cần phải make up. Chúc bạn sẽ tạo nên được những cơn đại hồng thủy với các siêu năng lực của mình. Video tiếp theo tôi duy ngược sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn về phần bên trong này. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy giúp tôi duy ngược like, chia sẻ hoặc comment một bài học nào đó nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.